Rồi, xin chào anh em nhé. Thì trong thời gian qua mình cũng nhận được rất là nhiều cái cuộc điện thoại và cũng như là những tin nhắn của anh em để hỏi về những cái mẫu giò mà mình đang cung cấp cho anh em. Ví dụ như là giò cáp xe máy và chất liệu là gì và màu nó là gì và chân cắm như thế nào và những cái kích cỡ, những cái số đo của cọng cáp và chân cắm và dây rút như thế nào, thì nói chung là vân vân, rất là nhiều câu hỏi anh em đặt ra. Thì trong clip hôm nay mình sẽ làm chi tiết luôn, mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em xem về cái mẫu giò này như thế nào và cái để trả lời những cái thắc mắc của anh em. Thì anh em nào có nhu cầu xem và tìm hiểu thì anh em cứ xem cho thật kỹ, tại vì hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết luôn. Còn anh em nào là anh em nào đã biết rồi hoặc là không có nhu cầu thì có thể bỏ qua clip này nha. Thì ok, đây trước mắt anh em á là cái mẫu giò Việt cáp lụa xe 7. Vấn đề đầu tiên là tổng quan về cái bộ giò này là mình lên một cỏ khô hết cho anh em luôn, từ dây liên kết đến dây rút đến cần cáp và cái chân cắm cũng lên một cỏ khô cho anh em luôn nha. Chân cắm này là chân cắm inox, chân cắm inox khoan lỗ và được buộc thêm dây đồng rất là chắc chắn cho anh em nha. Thì đây nó gọi là cáp lụa xe 7 thì nó rất là nhuyễn mịn nha anh em nha, cực kỳ nhuyễn và cái độ nghỉ trang của nó rất là cao. Có một số anh em đã dùng hàng bên mình rồi thì chắc chắn cũng đã biết rồi, chất lượng anh em rất là rõ rồi. Nói về màu thì tất cả được lên màu cỏ khô rồi, còn về phần dây là được làm dây siêu bền nha anh em nhé. Còn cái khoen này á, là khoen đồng hàng bạc, khoen đồng hàng bạc thì nó rất là chắc nha anh em nha. Đó, đây là cái mẫu giò Việt đánh đất trống rất là ok nha anh em nha. Đấy, mình cho anh em xem kỹ hơn này. Ở đây bây giờ mình sẽ lấy một cái riêng một cái chân giò cho anh em dễ hình dung hơn, dễ xem hơn này. Đây là một cái chân giò mình đã tách rời riêng ra nha anh em nha. Có nhiều anh em mới chơi không có biết cái cánh, không biết cách cắm cái mẫu giò này như thế nào, thì nó sẽ anh em hay cắm cái đầu giò nó sát xuống dưới đất. Cái trường hợp đó thì nó không có nhạy, thứ nhất, thứ hai là nó dễ dính móng và nó dễ sảy bổi. Dính móng thì nó tương đồng với lại cái việc sảy bổi rất là cao nha anh em nha. Thì riêng về cái mẫu giò Việt này thì khi mà anh em cắm á, anh em nhớ để cho cái đầu cáp nó ngóc cao lên, nó cao lên trên mặt đất khoảng 2 đến 3 cm là ok. Đại khái là mình cứ cắm cái chân giò đứng thẳng lên nha anh em nha. Bây giờ anh em cứ lấy cái đây, tầm này là cái mặt đất đi, coi như là cái tay mình là mặt đất nha. Anh em cứ găm như này đó. Dây rút thì trên mặt đất và cái cần, cái đầu cáp á thì phải trên mặt đất. Cái đầu cáp phải trên mặt đất 2 đến 3 cm là nó sẽ rất là nhạy và khi nó dính bổi nó dính rất là cao nha anh em nha, nó không có bị dính móng. Còn có rất là nhiều anh em hỏi về mình cái số đo của kích thước của cái bộ giò này như thế nào, thì hôm nay mình sẽ đo chính xác cho anh em xem luôn. Thì đây, đây là cái phần chân cắm nha anh em nha. Phần chân cắm này là được làm là 3 phân rưỡi chân inox, chân cắm inox 3 phân rưỡi nha anh em nha. Chân cắm inox nóc 3 phân rưỡi, 3 phân rưỡi. Rất là đẹp. Anh em xem kỹ phần chân cắm inox này. Chân được đập dẹp trên đầu, khoan lỗ. Ở dưới thì có đập dẹp và mài nhọn luôn cho anh em luôn. Đó, riêng về cái chỗ phần cáp này có buộc thêm dây đồng rất là chắc chắn, anh em không có sợ bị tuột cọng cáp. Và cái chỗ này là mình buộc cái dây liên kết cũng không có sợ bị tuột xuống luôn.
Rồi còn tiếp theo á là cái cần cáp đây. Giờ rất là khó quay nha anh em nha. Anh em thông cảm, bây giờ có một mình quay cũng rất là khó, hơi bất tiện xíu. Cái cần cáp này là 11,5. Từ lấy nét cho anh em xem này. Đó. Đầu cáp này tới đây là 11,5 nha anh em nha. 11 phân rưỡi. 11 phân rưỡi đây. Đó. Đó là chỗ khúc đầu cáp. Còn cái dây rút. Dây rút là đúng 9 phân nha anh em nha. 9 phân. Dây rút là 9 phân. Cần cáp là 11 phân rưỡi. Chân cắm là 3 phân rưỡi thì nó sẽ ra cái khổ giò như thế này. Rất là đẹp. Bộ giò này đi đánh thì rất ok nha anh em nha, chuyên đánh mỗi trận. Bộ giò này thì ngụy trang rất là tốt luôn. Chim trận không thể nào phát hiện được nha. Thì giờ mình quay clip thì mình phải quay, ráng quay cho kỹ cho rõ anh em dễ thấy. Chứ còn mà cái này mà cắm xuống đất là anh em không thể nào thấy luôn nha anh em nha. Đó. Khi anh em cắm đánh thì anh em cứ cắm như thế này. Đầu cáp nhớ ngóc lên trên cao mặt đất là được. Giờ mình cắm xuống đất cho anh em xem thử nha. Đó, đây là cái chân giò đã cắm ra đất rồi. Hiện tại mình đang quay rất là gần nha anh em nha. Quay gần để cho anh em dễ hình dung và thấy được. Còn mà chỉ cần mà nhích xa một xíu là không thấy được gì luôn nha anh em nha. Tại vì cái mẫu giò này là siêu tàng hình luôn. Rất là khó thấy. Đó, anh em cứ cắm như thế này là được nha. Rồi ok thì bên mình thì cũng có cung cấp thêm cái mẫu giò chữ U. Vẫn là cáp lụa C7 luôn và một mẫu giò Malai. Mẫu giò Malai này thì là mẫu giò chuyên đánh cỏ, chân dài. Chân dài 7 phân nha anh em nha. Thì giò anh mình có làm ráp theo bộ 5 chân, 5 chân, 7 chân và 10 chân luôn cho anh em lựa chọn luôn. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên để mua hàng. Thì hình thức mua hàng thì rất là đơn giản, thì anh em cứ cho mình địa chỉ và khi mà gửi hàng tới anh em được quyền kiểm tra hàng trước đúng như giới thiệu thì anh em cứ lấy. Rồi xong rồi thanh toán tiền cho bên giao hàng là xong, rất là tiện lợi. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Anh em nào thấy hay thì có thể cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo. Đó là những cái clip mà đánh chim thực tế và những cái clip test giò thực tế tại rừng. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại.